Rồi thôi chơi đồ dở đi, con tự chơi đi. Bán băng hả? Con bán băng đúng không? Rồi băng nó để đây. Để đây nè. Để đây nè. Để đây đi. Trời ơi, bán băng mà không có đĩa, bán đĩa bán lậu à. Kỳ vậy con. Hả? Đâu? Dắt vô, dắt đây nè, dắt vô đây nè, dắt vô đây nè. Đồ, giỏi, giỏi quá. Không, dắt bên này đúng rồi, dắt bên đó đó à. Rồi, cho con này nữa. Con bán gì đó, con chơi gì, con chơi đồ dỗ hả? Họ chơi thương quá, cả nhà đi chơi đồ dỗ nè, lên chơi đồ dỗ nè, tự chơi mình là họ. Đồ dỗ con có gì? Ôi đồ cười kỳ vậy, kỳ vậy con, cho con nè. Chị mới ăn đó, không chịu, không chịu, mọi người không chịu quay phim á, cả nhà lắc lắc cái đầu, nó no. Đi đâu, sao bởi đi, rồi đó, rồi làm cho nó tự dục á. Đó trời, nó ăn giỏi chưa, ngon con. Ok chị, rồi tự nhiên ngồi trong kẹt vậy đó, ngồi ăn à. Leo cầu thang có chuyện té à. Ăn sao quăng tùm lum vậy con? Treasure. Mọi người thích thì cho Thảo Lan một like nha, một đăng ký kênh và một chia sẻ. Thảo Lan xin cảm ơn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video kế tiếp nha. Bye bye mọi người.